Kính thưa quý vị, rất hân hạnh được trở lại với quý vị trong chương trình tin tức cuối tuần trên đài Việt Media TV. Thưa với quý vị, trong những ngày vừa qua chúng tôi có một chút đi xa cho nên vắng mặt trong một vài chương trình, và chúng tôi đã có được luật sư Nguyễn Quốc Lân để mà giúp cho trong chương trình của những lần đó. Ngày hôm nay được trở lại với quý vị trong chương trình tin tức cuối tuần, và chúng tôi lại một lần nữa có sự hiện diện của luật sư Nguyễn Quốc Lân. Ông là cũng là một người bạn thân với chúng tôi trong suốt thời gian mà chúng tôi là người bạn học với nhau từ thuở mà còn là ở trung học Bosa Grande High School. Thưa với quý vị, từ ngày đó chúng tôi tiếp tục sinh hoạt, và trong sinh hoạt của cộng đồng cũng như trong sinh hoạt của dòng chính trị. Mà khi mà nói tới chính trị thì quý vị biết rồi, luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng là một vị dân cử gốc Việt, lão làng. Tôi gọi là lão làng là bởi vì ông có trên 20 năm, và ông là một người mà gọi là dân cử lâu năm, người gốc Việt lâu năm nhất ở trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Ông đã giữ trong cái vai trò và đóng góp rất nhiều trong cái khu vực mà trong cái lĩnh vực mà học học đường, học huấn của các con em của học khu Garden Grove. Và trong tháng 11 này thì chúng ta rất là vui, ông đã đồng ý để ra tranh cử vào chức vụ của thị trưởng của thành phố Garden Grove. Chúng tôi xin được kính mời quý vị là những cư dân của thành phố Garden Grove xin giành lá phiếu vào tháng 11 này cho ông, để chúng ta có thêm một vị thị trưởng của thành phố Garden Grove cùng với chúng tôi là thị trưởng của thành phố Westminster cùng làm việc với nhau. Mục đích không chỉ là cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta đâu, nhưng mà cho tất cả những cư dân đang sinh sống tại hai thành phố này. Dĩ nhiên rất lợi ích cho cộng đồng Việt Nam của chúng ta, bởi vì ông cũng như chúng tôi là những người thực sự đi ra từ trong cái lòng của cộng đồng người Việt. Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Quốc Lân gửi lời chào đến quý khán giả của Việt Media. Dạ vâng, xin chào thị trưởng Sơn Linh của Minh Chí, rất hân hạnh được tham dự trong chương trình hôm nay. Dạ vâng, thưa với quý vị, trong những ngày vừa qua, thì quý vị sau cái ngày mà 30 tháng 4, ngày đau buồn của chúng ta, thì chúng ta cũng thấy rằng là khắp nơi chúng ta cũng có tổ chức cái buổi lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4, đặc biệt trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta ngay tại quận hạt Orange này, thì chúng ta cũng có nhiều nơi, và chúng tôi cũng đã đi tới ba cái tổ chức khác nhau. Một trong các tổ chức là chắc chắn rằng là quý vị đã biết rồi, là của thành phố Westminster đứng ra tổ chức. Chúng tôi đã phổ biến trước khi chúng tôi đi xa, và quý vị đã thấy được là cái sự kiện nó xảy ra ngay tại thành phố Westminster, là cái ngày 30 tháng 4 đã được tổ chức vào đúng thứ ba vào lúc 10 giờ sáng, và sự tham dự rất đông đảo của đồng hương Việt Nam của chúng ta cũng như là cư dân của người bản xứ, kể cả những người mà cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam trước năm 1975 cũng đã có mặt. Bên cạnh đó, chúng ta thấy rất nhiều cơ quan truyền thông, kể cả Việt Media cũng đã có mặt ở đó. Và đồng thời, chúng ta đã có sự hiện diện của các dân cử ở khắp nơi, những thành phố lân cận cũng như là những cái agency hoặc là government cũng đã có mặt ở đó. Đặc biệt là các em và tất cả, tôi phải nói rằng là một ngày thứ ba, là một ngày đầu tuần như vậy mà có sự tham dự đông đảo của tất cả quý vị. Và đây là lần thứ 6 thành phố đứng ra tổ chức kể từ khi mà chúng tôi ra cái nghị quyết năm 2019 là thành phố đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Thưa với quý vị, từ năm đó, chỉ có cách 2 năm, trong 2 năm mà chúng ta bị đại dịch á, thì là chúng tôi đã phải tổ chức qua online cùng bằng không. Chúng ta có tổ chức ở trong cái khuôn viên của tượng đài chiến sĩ Mỹ. Năm nay là quý vị cũng thấy rằng là có máy bay kéo cờ vàng trên bầu trời của cái khu vực tượng đài lúc chúng ta tổ chức cái lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4. Đồng thời sau đó thì lại về cái khu vực của Phước Lộc Thọ, nơi chúng ta có cột cờ cũng như là có một cái lá đại kỳ chúng ta được khánh thành trong mới thời gian vừa qua, và thượng kỳ trong thời gian vừa qua, thì bây giờ chúng ta cũng về đó để kéo cờ, và sau đó thì là kéo dọc trên đại lộ Bosa, nơi chúng ta gọi là thủ phủ của người Việt tị nạn. Chúng tôi phải nói rằng trong cái chuyến đi của chúng tôi thì thưa với quý vị là chúng tôi đã tiếp xúc rất nhiều cộng đồng
của chúng ta, và họ rất là hãnh diện cộng đồng người Việt của chúng ta ngay tại miền Nam California. Thậm chí họ nói rằng nhờ có cộng đồng của người Việt của chúng ta tại miền Nam California làm cho tinh thần của họ tiếp tục phấn khởi và phấn đấu, tranh đấu cho Việt Nam tự do. Thưa với quý vị, nhiều khi chúng ta coi thường những đó nhưng mà rất là quan trọng. Nói như vậy chắc có lẽ cũng đã đủ để chúng tôi thông báo, để chúng tôi tường trình với quý vị về cái việc tổ chức 30 tháng 4 kỳ vừa qua của thành phố Westminster. Nhưng bên cạnh đó thì có thể có những người còn đang hỏi, ủa tại sao mỗi năm tôi thấy rằng là trên đại lộ Bosa, Trần Hưng Đạo cũng như là hai đại lộ của Brookhurst và Magnolia kỳ sau 30 tháng 4 rồi thì chúng ta lại lại lấy cờ xuống mà năm nay bây giờ vẫn còn ở đó, thì quý vị chạy ngang qua đó vẫn còn ở đó, là bởi vì chúng tôi cũng mới đưa ra trong năm nay là thành phố đứng ra tổ chức treo cờ cho ngày 30 tháng 4 cũng như là ngày Tết Nguyên Đán một tuần trước và một tuần sau của cái ngày lễ. Thì năm nay cái ngày 30 tháng 4 một tuần trước quý vị đã thấy, và bây giờ cho tới ngày mùng 7 tháng 5 thì thành phố sẽ lấy xuống. Thưa với quý vị, đây là những cái nỗ lực của thành phố Westminster đóng góp cũng như song hành với lại cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi mượn nơi này để cảm ơn đến các nhân viên thành phố cũng đã làm việc với chúng tôi trong cái công việc này. Bây giờ trở lại, thì khi mà chúng ta nói tới 30 tháng 4, chúng ta đang tổ chức trong những ngày 30 tháng 4 thì lại có một cái sự kiện nó xảy ra đúng vào cái thời gian đó, mà nó làm cái sự xôn xao, phẫn nộ đến cộng đồng người Việt của chúng ta. Và trong những ngày vừa qua thì quý vị nhìn thấy rằng, quý vị nghe được rằng các vị dân cử đã lên tiếng rất nhiều về vấn đề này. Và không chỉ là những vị dân cử, và chúng tôi đã nhận thấy là các vị dân cử đều có những cái sự quan tâm và có những cái cú điện thoại gọi từ đồng hương Việt Nam của chúng ta để mà hỏi về vấn đề này. Đó là, thưa với quý vị, về cái sự kiện mà quận hạt Los Angeles đã vinh danh cũng như là chọn ngày 30 tháng 4 là cái ngày để mà đặt tên là cái ngày phone, cái ngày được gọi là Fonda Day, Jane Fonda Day. Thưa với quý vị, thì cái ngày này nó đụng với cái ngày 30 tháng 4, mà cái nhân vật này thì quý vị khi nói tới Jane Fonda, có thể có nhiều người không biết, mà có thể rất nhiều người lớn tuổi cũng đã biết. Đây là một nhân vật đã phản chiến và đã đi ngược lại với lại cái cuộc chiến mà lúc đó là đồng minh Hoa Kỳ cũng như là Việt Nam Cộng Hòa phải phấn đấu đối với địch, đó là và Bắc quân Cộng sản. Thì thưa với quý vị, cái việc mà vinh danh bà vào ngày 30 tháng 4 đúng là cái ngày đau buồn của dân tộc Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là những người dân hải ngoại ở đây, thì cái điều đó nó làm phẫn nộ rất nhiều người. Hôm nay chúng tôi có được luật sư Nguyễn Quốc Lân. Tôi sẽ lần lượt để mà thưa với luật sư Nguyễn Quốc Lân cũng như là ông sẽ trình bày về những cái nhìn của ông cũng như là việc làm mà ông cũng đã lên tiếng cũng như là chúng tôi cũng đã lên tiếng trong chiều hôm nay đã có cái phiên họp để mà thảo luận về cái vấn đề này. Xin mời luật sư nói về cái việc mà bà chê bên hội đồng giám sát quận hạt Los Angeles vinh danh cũng như chọn cái ngày 30 tháng 4 cho là cái ngày của bà Jane Fonda Day. Thì xin luật sư có thể trình bày tại sao họ làm như vậy, lý do gì, và cái ngày đó nó đối với cộng đồng Việt Nam của chúng ta nó ảnh hưởng thế nào, và chúng ta có những cái phương thức nào để mà gọi là phản đối về vấn đề này không? Xin mời. Vâng, cảm ơn thị trưởng đã cập nhật được vấn đề này. Đúng như vậy, là cộng đồng Việt Nam chúng ta khi chúng ta đang chuẩn bị tưởng niệm ngày Quốc hận, ngày Black tháng Tư đen, ngày 30 tháng 4, thì trong thời gian thị trưởng vắng mặt, thì hội đồng giám sát của quận LA đã ra một cái nghị quyết vinh danh bà nữ tài tử Jane Fonda với một cái vinh dự là ngày Jane Fonda, đúng vào ngày ghi nhận là ngày 30 tháng 4 là ngày Jane Fonda.
Thông thường đây là chuyện họ vinh danh nhau, cái đó nó không liên hệ với cộng đồng Việt Nam. Tuy nhiên đây là một vấn đề rất là oái oăm cho cộng đồng Việt Nam. Thứ nhất, ngày 30 tháng 4 là ngày tang thương, ngày mất nước của người Việt Nam, và ngày người Việt Nam luôn luôn uất hận người Cộng sản, không những là đã xâm lăng miền Nam, vi phạm Hiệp định Ba Lê, mà còn tiếp tục những cái chính sách độc ác cũng như là trù dập hay là vi phạm nhân quyền đối với người Việt Nam cho tới ngày hôm nay gần 50 năm rồi. Thứ hai nữa, nhân vật Jane Fonda không phải là người phản chiến bình thường, nhưng là một vài người hiếm hoi đã từng tiếp tay với Cộng sản Bắc Việt, như là ngồi cổ võ cho những đoàn pháo xe máy súng phòng không nhắm vào các máy bay của quân lực Hoa Kỳ ở miền Bắc, cũng như là cổ võ cho chiến dịch cầm tù của các tù nhân chiến tranh của người Mỹ bị bắt ở miền Bắc như vậy. Thì đây là hành động không phải là chống lại người dân miền Nam, chống lại cuộc chiến, nhưng mà phản bội Hoa Kỳ đến mức không chấp nhận được. Cho nên cái hành động này nó gây sự phẫn uất không những đối với người Việt Nam ở miền Nam, mà đối với cả xã hội Hoa Kỳ hay là các cựu chiến binh Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đó là lý do xa cộng lại hai cái yếu tố nhắm vào đề ngày cái ngày 30 tháng 4 là ngày vinh danh nhân vật này và lịch sử của nhân vật này, cho nên nó tạo nên một cái hiện tượng mà cộng đồng Việt Nam không ta không chấp nhận được. Thì ngay khi mà nhận tin tức này thì dân biểu tại Đức Chí cũng ra văn thư từ văn phòng của dân biểu của tiểu bang đã cực lực phản đối cái hành động của giám sát của hội đồng giám sát của quận LA. Thị trưởng Charlie Minchí đây cũng đề nghị thành phố tổ chức buổi họp khẩn cấp để thảo luận các phương ứng như thế nào, hay là ra văn thư lên án cái hành động này của hội đồng giám sát của quận LA, và rất nhiều với nghiên cứu gốc Việt chúng tôi mỗi người một tay hỗ trợ trong bằng một cách có thể làm được, như luật sư Trần Thái Văn liên lạc trực tiếp với các thành thế lực chính trị cũng như các hội đoàn của cựu quân nhân Việt Nam cùng tiếp tay lên tiếng phản đối cái hành động này của hội đồng giám sát của quận LA. Cá nhân chúng tôi cũng ra văn thư phản đối, mà chúng tôi còn dùng cái đó làm một cái thỉnh nguyện thư đặt ở trên change.org, tức là một cái platform để mọi người có thể tham gia góp ý cũng như là ký vào thỉnh nguyện thư. Mục tiêu của chúng tôi là khi mà có cái thỉnh nguyện thư này thì mọi người từ khắp nơi có thể tham gia ký tên vào, và chúng tôi sẽ dự trù là lấy cái kết quả của chữ ký này để mà đệ trình vào ngày thứ ba này. Thì văn phòng dân biểu tiểu bang tại Đức Chí cũng đã tổ chức một buổi họp với hội đồng giám sát của quận LA để chúng tôi có cái cơ hội đưa các thỉnh nguyện thư, đưa các chữ ký, số chữ ký đó đến trực tiếp văn phòng của hội đồng giám sát của quận LA để chúng tôi tỏ bày các quan điểm của chúng tôi đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt không những ở California mà trên toàn nơi trên toàn thế giới, để phản đối cái hành động rất là không tế nhị hay là vô ý thức này của hội đồng giám sát của quận LA. Và đó là nỗ lực mà tất cả quý vị dân cử đã làm trong thời gian qua. Luật sư có nói tới là cái nỗ lực của các vị dân cử. Dĩ nhiên là dân cử họ làm việc trong cái vai trò của họ là một dân cử với lại một một cái cơ quan chính quyền trên một cái level khác hơn. Nhưng tôi nghe luật sư nói rằng là luật sư cũng tạo một cái cơ hội để cho tất cả mọi người chúng ta lên tiếng. Đây không phải là việc của các vị dân cử mà của tất cả mọi người chúng ta. Và cái việc làm mà luật sư làm tôi rất là ngưỡng mộ, là đã tạo lên một cái thỉnh nguyện thư mà online như vậy để cho tất cả mọi người không bị tốn thời gian nhiều nhưng mà nói lên được cái tiếng nói của mình, để rồi chúng ta có cái cơ hội đó trình bày với lại hội đồng giám sát của bên quận hạt Los Angeles để xin họ rút lại hoặc thay đổi cái ngày. Cái điều đó quá hay, mà tôi nghĩ rằng là khi mà làm được việc này thì không có lý do gì mà để mỗi người chúng ta không tham gia. Tôi nói thẳng như vậy, bởi vì nếu quý vị nghĩ rằng dùng ngày 30 tháng 4 để mà vinh danh một người mà đã cộng tác với lại Cộng sản Bắc Việt để chống lại
trong cái cuộc chiến của miền Nam Việt Nam. Thì quý vị thấy là ngày đó 30 tháng 4 là nếu chúng ta thấy được như vậy, chúng ta phải hành động. Mà hành động này quá dễ dàng đó cho chúng ta khi được tạo ra một cái phương tiện như vậy. Thì bây giờ tôi muốn hỏi với luật sư là có cái thỉnh nguyện thư đó online như vậy có dễ dàng để chúng ta thực hiện hay không? Để dễ dàng cho đồng hương của chúng ta ở bên kia thực hiện hay không? Hay là chúng tôi phải đi qua cái này làm cái nọ rồi khó khăn quá rồi tôi cũng bỏ thôi? Vâng, thì chữ thông thường thu thập chữ ký có nghĩa là mình có người đứng phát cái bản chữ ký, một người ký vào cái đó xong rồi nộp lại rồi đúng mình rồi. Đếm như phiếu. Thông thường là làm như vậy. Tôi chỉ ký và nó giới hạn rất là nhiều ở cái là phải có người đứng phát, có người ký rồi bị có người từ khắp nơi như này. Thì đây là chữ thỉnh nguyện thư online, có quý vị lên cái gọi là cái chữ là change, tức là thay đổi đó, .org, tìm cái thỉnh nguyện thư của gọi là Jane Fonda, thì quý vị sẽ tự động vào trong đó cho quý vị ký tên, quý vị phải viết tên, có chữ email, vậy thôi, tự động nó biết cái địa chỉ, cái thành phố quý vị cư ngụ, và từ đó nó đếm lên, chúng tôi có thể theo dõi được là bao nhiêu chữ ký được rồi, bao nhiêu dân, người ở thành phố nào, bao nhiêu người Mỹ hay không, hay là người Việt ở tất cả cái nơi nào để nó thẩm định cái tình hình vận động chữ ký như vậy. Và có cái chữ ký này, nếu mà người Việt Nam từ khắp cái nơi có thể tham gia được, thì chữ ký chúng hy vọng lớn để chúng tôi có thể trình bày được với hội đồng giám sát của quận LA để trình bày vấn đề đó. Và cái việc thì ký này nó rất là dễ dàng, chỉ là cần có internet, có cái phone, lên cái phone coi cái này, thì trong cái màn ảnh chúng tôi có cái QR code, tức là cái code hình vuông vuông đó. Nếu quý vị mở cái camera ra, quý vị chiếu cái camera như là chụp ảnh cái code đó đó, thì tự động nó sẽ hiện lên một cái dòng chữ này đó. Cái đó nó gọi là cái link. Để quý vị bấm vô cái đó đó, nó đưa cái phone của chị quý vị vô thẳng cái thỉnh nguyện thư này. Từ đó quý vị có thể đọc cái lời kêu gọi trong thỉnh nguyện thư này, và quý vị cứ coi người ta góp ý như nào. Nếu quý vị muốn ký tên, quý vị chỉ bấm cái nút ký tên, cái là signature, sign in hay là cái chữ gì đó mà có cái chữ nghĩa là chữ ký đó, quý vị chỉ việc viết cái tên của quý vị, viết cái email vào cái đó, bấm submit là xong. Như vậy là tất cả mọi người chúng tôi từ khắp cả mọi nơi có thể theo dõi cái chiến dịch này để mà thẩm định được là bao nhiêu người hỗ trợ, bao nhiêu người từ ở đâu và những thành phần ký tên như nào, để mà chúng tôi có cái dữ liệu để trình bày trên hội đồng giám sát của quận Cam. Mình xin lỗi, quận LA là như vậy. Thưa với lại luật sư nói thì có nghe nó dễ dàng. Đối với lại những người mà quen dùng internet, những người trẻ biết được cái chuyện này. Nhưng mà đối với những người, chúng ta phải nói là những người mà lớn tuổi, cao niên, rất là cảm thông cũng như là rất là lo lắng về cái vấn đề này. Thì trong trường hợp này, chúng ta có cách nào để giúp được hay không? Luật sư có thể nói sơ qua về cái nội dung của cái thỉnh nguyện thư đó. Tại vì bây giờ mình nói là các cụ vào trong đó để mà đọc thì các cụ sẽ không có dạ vâng. Cơ hội. Thì Dương gửi ra một cái ý đó là nếu quý vị gặp khó khăn, không biết xài internet, không biết xài phone, không biết xài computer, quý vị sẽ kêu con cháu trong nhà, người trẻ, người lớn gì đó, bất cứ ai dùng internet cũng làm như vậy. Và bây giờ quý vị có thể lấy cái phone của quý vị, kêu ai bật cái camera lên, chỉ vô cái ô vuông vuông đó đã được chiếu trên màn ảnh đó, quý vị nó sẽ có cái link đó, bấm vào cái đó thôi là tự động quý vị coi cái gì cũng được hết. Con cái sẽ dịch cho quý vị nếu quý vị thích. Nhưng mà vào thực cái ô cái đó bảng... thì phải vào cái gì với vô cái ô đó? Là vào trong website hay là vào Facebook? Trong cái trang này luôn, vào đúng cái trang này luôn chứ không vào cái trang luôn. Vào cái trang đó thì sao? Trang đó thì trang thư, đó là trang gì? Thì cái trang đó nó có cái địa chỉ thư, tôi viết cái thỉnh nguyện thư bằng tiếng Anh cả tiếng Việt luôn. Lý do rằng có người Việt họ không như được, nếu các bạn trẻ không quen cái tiếng Việt trang đó dùng. Tôi muốn vào cái trang đó, tôi biết trang nào tôi phải vào. Là tự động change, nó dẫn vào là cái change.org, đó là cái website nó gọi là change.org, nhưng mà trên trong cái change đó nó có cả mấy trăm ngàn cả triệu cái thỉnh nguyện thư hiện nay. Đúng rồi, cái này nó đưa quý vị vô thẳng cái trang đó, cái này được gửi cái ra cái link này ở trên cái QR code này. Đó. QR code đó nếu anh không gửi cho tôi thì tôi làm gì tôi có đúng. QR code thì bởi vậy cho nên quý vị nên coi cái dùng cái camera chiếu lên cái màn ảnh, scan vô cái màn ảnh để quý vị tự nhận được cái đó, hoặc quý vị nhận email từ chúng tôi gửi ra từ các hệ thống, các cộng đồng, các nơi hiện nay họ đang loan truyền cái email này, trong đó nó có cái link trực tiếp như vậy. Hoặc quý vị Facebook, trên Facebook hiện nay họ loan truyền cái này rất là nhiều. Quý vị tìm cái thỉnh nguyện thư này, trong đó lúc nào cũng có cái link và quý vị click vô trực tiếp ở đó là quý vị đến nơi đọc cái thỉnh nguyện thư, đồng ý của thỉnh nguyện thư đó, quý vị chỉ cần ký tên và cho email rồi là được.
Vâng, thưa quý vị, khi mà luật sư nói rằng là quý vị lấy cái máy với quý chụp đó, là quý vị đang theo dõi cái chương trình này và quý vị đang nhìn thấy ở trên màn ảnh có cái ô mà ô vuông đó, thì quý vị bấm vào trong đó ngay từ phút này, quý vị có thể bấm vào được, hoặc là quý vị sẽ nhận qua email, hay là quý vị nhìn thấy vào cái thỉnh nguyện thư mà quý vị nhìn thấy cái ô đó được gọi là QR code đó, thì quý vị vào trong đó nó sẽ có, nó sẽ dắt vào quý vị vào trong cái thư thỉnh nguyện thư và sẽ giúp cho quý vị để mà ký tên. Có điều là những người hiện nay đang nghe, họ muốn biết được rằng là trong cái thỉnh nguyện thư đó có tiếng Anh, tiếng Việt hay không, và cái nội dung nó thế nào. Nếu như tôi không biết, tôi nói con tôi nó là những người không biết tiếng Việt, nó có đọc được hay không. Và vừa xong tôi cũng nghe thấy luật sư có nói rằng là có tiếng Mỹ, và chúng tôi cũng thấy rằng là có những người là cựu quân nhân tham chiến tại Việt Nam, người Mỹ đó, họ cũng rất là phẫn nộ về vấn đề này. Thì xin luật sư có nói thêm. Vâng, cái nội dung tôi biết bằng tiếng Việt, tiếng Anh, hai nội dung cũng giống nhau thôi. Tuy nhiên, khi mà thỉnh nguyện thư mình viết phải rất là vắn tắt, ngồi thẳng vào vấn đề. Tôi chỉ có 3 câu thôi. Câu thứ nhất là kêu gọi cho Hội đồng Giám sát của Quận Anway thu hồi lại cái nghị quyết đặt cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày vinh danh Jane Fonda. Thứ nhất, thứ hai nữa, tôi giải thích 30 tháng 4 là ngày tang thương của đất nước của đất Việt Nam, đặc biệt là nó càng nghiêm trọng hơn là cái tình trạng tiếp tục vi phạm nhân quyền của Việt Nam cho tới ngày hôm nay, sau gần 50 năm như vậy. Và đó là lý do tại sao cái ngày 30 tháng 4 nó có ý nghĩa đặc biệt với cái người Việt Nam cũng như là với cái tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Điều thứ ba tôi muốn nói cho Hội đồng Giám sát biết rằng nhân vật Jane Fonda này không phải là người phản chiến bình thường trong xã hội Kỳ, mà đây là người đã tiếp tay với quân đội Bắc Việt, hỗ trợ cho những việc như là dùng súng phòng không bắn vào những máy bay của Hoa Kỳ, hay là coi thường những cái việc giam tù tra tấn cựu chiến binh tù binh chiến tranh Việt Nam ngay tại Hà Nội, nơi bà ta có mặt như vậy. Thành ra khi mà ráp nhập hai cái biểu tượng này chung lại với nhau, nó tạo nên cái sự đau đớn nhức nhối của người Việt Nam sau gần 50 năm cuộc chiến. Cho nên hành động thiết thực nhất của Hội đồng Giám sát hiện nay là xét lại hay hủy bỏ cái nghị quyết này để tạo nên cái sự hàn gắn vết thương của người Việt Nam hay là người chiến binh của Hoa Kỳ sau cuộc chiến, cũng như đưa lên được cái tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người chúng ta tức giận vì cái hành động của Jane Fonda cũng như chính quyền Cộng sản Việt Nam trong gần 50 năm qua. Cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam làm cái cơ hội chúng tôi đưa lên để mà trình bày vấn đề đó. Cho nên cái nếu mà quý vị đồng ý với cái nội dung đó thì quý vị ký tên vào, và dựa trên chữ ký quý vị, chúng tôi sẽ đệ trình cái số lượng chữ ký như cái thành phần chữ ký đó đến trực tiếp của Hội đồng Giám sát của Quận Ngoại là như vậy. Thưa với luật sư, tôi nghe là luật sư nói rằng là thứ ba này, thứ ba chúng ta chỉ còn có ít ngày thôi, có nghĩa là thời gian rất là gấp rút, cho nên chúng ta không còn thời gian. Nếu quý vị là những người muốn đóng góp vào trong cái chữ ký của mình cho cái việc vận động này thì chúng ta phải hành động ngay. Chúng ta không đợi tới thứ tư, thứ năm tuần tới coi như là đã rồi. Cho nên xin quý vị nhớ cho rằng ngay từ phút này và cho cái hạn chót là ngày thứ hai, thứ ba này, quý vị cố gắng vận động, giúp chúng tôi vận động thêm để chúng ta có được cái sức mạnh. Đây có thể thể hiện được cái sức mạnh tiếng nói của cộng đồng của mình. Bởi vì khi có một cái sự kiện nó xảy ra như vậy đối với chính quyền ở Mỹ đây, mà nó đi ngược lại với cái quyền lợi của cộng đồng, thì cộng đồng phải lên tiếng. Mà khi cộng đồng lên tiếng, chúng ta có thể lên tiếng bằng một cách èo ẩn, hay chúng ta có thể lên tiếng bằng một cách mạnh mẽ. Mạnh mẽ ở đây không phải là chúng ta bạo động hay là gì hết. Mạnh mẽ ở đây chúng ta muốn thể hiện được cái sự lớn mạnh, cái sự đông đảo, cái tiếng nói mạnh của cộng đồng Việt mình. Mà cái đó thực hiện qua cái chữ ký là cái để biểu hiện để chúng ta thực hiện cái việc này. Thì sức mạnh của cộng đồng ở đâu ra thưa quý vị? Ngay từ ở phút này, sức mạnh của cộng đồng là ngay ở cái chữ ký của quý vị. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị cùng với chúng tôi thực hiện cái việc này càng sớm càng tốt, để thứ ba đây khi anh em ngồi lại với nhau, họp với lại bên Hội đồng Giám sát của bên quận hạt Los Angeles,
chúng tôi nói đây nè, quý vị nhìn đi. Khi quý vị quyết định cái này thì đã có cái sự phản ứng của cộng đồng như vậy. Quý vị thấy đi, không phải là tôi nói mà không có bằng chứng. Đây là bằng chứng đây nè. Thì thưa với quý vị, cái sự mà tham gia của quý vị vào trong cái việc mà vận động chữ ký này nó rất là quan trọng. Và nếu quý vị có những câu hỏi thì quý vị có thể liên lạc về số. Dạ vâng, có thể liên lạc hiện nay tạm thời liên lạc văn phòng làm việc của chúng tôi ở số điện thoại Eco 714-891-1901, hay là quý vị gọi email chúng tôi rất là dễ, Việt Lo, tức là Việt Nam rồi luật Việt Lo thôi, a@vietlaw cũng như vậy .com, và có địa chỉ email chúng tôi dùng vào việc vận động cho chương này. Đương nhiên quý vị có thể liên lạc với bất cứ dân cử gốc Việt nào quý vị biết, tại vì hầu hết các anh em dân cử gốc Việt đều tiếp tay mỗi người một chuyện, mỗi người một phần với nhau để nỗ lực cho cái vận động này. Và đương nhiên cái chiến dịch này đang được gọi là, đây là cái vấn đề mà tất cả mọi thành phần trong cộng đồng có thể tiếp tay, tại vì không ai có thể không đồng ý với cái nỗ lực này. Và trước khi nỗ lực này, chúng tôi dùng tiếng Anh, dùng tiếng Việt để quý vị có thể kêu gọi các con em trong nhà, các bạn trẻ tham gia tiếp tay, hoặc quý vị có thể chuyển đến tất cả người bạn, người Mỹ, người Việt, người đủ cái sắc dân nào cũng có thể tiếp tay, và ai cũng có thể tham gia lên tiếng cho việc làm rất là chính nghĩa này. Cho nên chúng tôi tạo điều kiện rất là dễ dàng để mọi người có thể tham gia, nếu chỉ cần có một cái lòng nói lên bảo vệ cái chính nghĩa của người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam. Đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện cái thỉnh nguyện thư online mà để nó dễ dàng như vậy. Đương nhiên nó đòi nhiệt tâm của quý vị rất nhiều. Cảm ơn thị trưởng đã luôn luôn hỗ trợ những cái lỗ nỗ lực này. Thưa với quý vị, chúng tôi biết được là luật sư Nguyễn Quốc Lân, chắc chắn là có những vị dân kỳ khác, chúng tôi rất là quan tâm cái sức mạnh của cộng đồng. Chúng tôi có cơ hội để sinh hoạt với nhiều tổ chức, nhiều đoàn thể, và chúng ta đã phải tranh đấu bao nhiêu năm nay để chúng ta có được một cộng đồng người Việt vững mạnh như ngày hôm nay, ngay tại đây. Chúng ta không thể tiếp tục, chúng ta không thể mà quên đi cái việc mà chúng ta cần phải tiếp tục tranh đấu cái tiếng nói và nói lên cái tiếng nói của cộng đồng. Đây là cơ hội, chúng tôi xin được kêu gọi tất cả mọi người. Và nếu quý vị có những câu hỏi, quý vị gọi về số điện thoại 714-891-1901. Đó là văn phòng của luật sư Nguyễn Quốc Lân, là một dân cử. Và chúng tôi là số điện thoại 714-576-4330, 714-576-4330. Và thưa với quý vị, chúng tôi là những vị dân cử, chúng tôi biết những chuyện này nó có thể xảy ra, nhưng chúng ta có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Cho nên họ có thể rút lại, và họ có thể không có đưa ra một cái ngày nào khác, hoặc là có thể đổi cái ngày. Nó miễn là sao nó đừng có phạm vào cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày đau buồn của mình. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân đã đến đây để tham dự trong chương trình này. Xin luật sư có lời chót để kêu gọi tất cả mọi người. Chứ vâng, cảm ơn thị trưởng Johnny Nguyễn Chí đã cho tôi có cơ hội tham dự chương trình hôm nay. Mong rằng quý vị tiếp tay chúng tôi cùng nhau chia sẻ cái nỗ lực này để mà vận động nói lên tiếng nói chính đáng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt hay cộng đồng tị nạn Cộng sản Việt Nam ở đây, để mà phản đối lại cái việc làm rất là oái âm, rất là sắc sược, hay là vô ý thức đối với cái hiện tượng với cái cộng đồng tị nạn Cộng sản Việt Nam ở đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị, và chúng tôi xin hẹn quý vị lại trong chương trình kỳ tới. Xin cảm ơn.